có rất là nhiều bạn thắc mắc là lý do tại sao Băng chỉ cho bé Hana đi khoan thương gia thôi, còn Yuki với Bing Bing thì đi. Đoàn Di Băng gây tranh cãi vì chỉ cho con gái lớn ngồi khoan thương gia, hai con nhỏ hay khóc thì mua vé khoan thường vì sợ ảnh hưởng khách VIP. Thời gian gần đây, gia đình Đoàn Di Băng có chuyến du lịch Hàn Quốc. Cô chia sẻ, mình chỉ cho con gái lớn là Hana ngồi khoan thương gia với bố mẹ, còn hai con nhỏ là Yuki và Bing Bing phải ngồi ghế thường. Hành động này gây chú ý trên mạng xã hội. Ban đầu, nhiều người tỏ ra thắc mắc vì sự phân biệt đối xử giữa các con. Tuy nhiên, Đoàn Di Băng đã lên tiếng giải thích. Cụ thể, Đoàn Di Băng chia sẻ, có rất nhiều bạn thắc mắc tại sao Băng chỉ cho bé Hana đi khoang thương gia thôi, còn Yuki và Bing Bing thì đi khoang thường. Thực sự giá tiền thì Băng không nói đến, dù giá cũng khá cao, nhưng mình đủ khả năng cho cả ba bé đi. Tuy nhiên, do khoang thương gia người ta cần sự yên tĩnh, người ta bỏ tiền gấp 4 đến 5 lần bình thường để đổi lấy sự yên tĩnh. Nếu con mình lên làm ồn thì Băng cảm thấy rất kỳ. Vì khi với Bing Bing còn nhỏ nên đôi khi con ngủ, con mớ hay đòi sữa sẽ gây khóc. Băng không muốn như thế. Hana lớn rồi nên có thể đi với bố mẹ. Trong cuộc sống hàng ngày, Đoàn Di Băng nhiều lần nhận được chú ý trong việc nuôi dạy con khác lạ. Cô nổi tiếng là bà mẹ giàu có, thoáng tay, chi 100 triệu đồng mỗi tháng cho ba cô con gái. Người đẹp thường xuyên mua hàng hiệu và đưa con đi du lịch sang chảnh.